Trong thời gian 15 ngày, trên 150 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 Quân khu 4 phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân xã Bình Thành về cùng ăn cùng ở với bà con nhân dân thôn Bồ Hòn, Hiệp Hòa, Hòa Dương, Hòa Hợp, Phú Tuyên, Tam Hiệp, Tân Thọ, tổ chức thực hiện nhiều việc làm thiết thực có ý nghĩa như nạo vét kênh mương nội đồng, vệ sinh đường làng ngõ xóm, tổ chức trồng cây xanh, củng cố cảnh quan môi trường, khu vui chơi giải trí, trường học, trạm y tế, giúp đỡ ngày công sửa chữa nhà cửa cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo. Phối hợp với đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân xã, tu sửa, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ. Ngôi nhà của chị Thuần Thị Hẹ bị sạt lở trong trận lũ tháng 11 năm 2023, chưa thể khắc phục được. Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn này, đơn vị đã tập trung vận chuyển đất đá, làm bờ bao, sửa lại móng nhà, giúp gia đình chị sớm ổn định cuộc sống. Em thấy là bộ đội làm trời đi làm là đất đá đi là quá vất vả. Em chân thành xin cảm ơn mà anh tổ trưởng, mấy cháu bộ đội. Cùng với những việc làm trên, Trung đoàn 19 còn tổ chức các buổi tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và luật nghĩa vụ quân sự, luật hôn nhân và gia đình, luật tín ngưỡng tôn giáo, tuyên truyền tác hại của ma túy đối với thanh thiếu niên, gia đình và xã hội, phối hợp với trạm y tế xã khám, tư vấn sức khỏe, chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 200 đối tượng là gia đình có công với cách mạng, gia đình khó khăn, neo đơn, thăm và tặng quà cho hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Anh em chúng tôi là sau khi khám xét và cấp thuốc rồi thì có tư vấn thêm về các cái chế độ dinh dưỡng trong quá trình điều trị và phòng bệnh, đặc biệt là một số bệnh mà liên quan đến thời tiết của mùa đông như là bệnh tim mạch, bệnh tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và một cái số mặt bệnh của tuổi già. Thì từ cái tư vấn về cái ăn uống, rồi cái sinh hoạt và cách luyện tập để tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể. Cùng đồng hành chia sẻ với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 19 về ba cùng với nhân dân tại xã Bình Thành, cấp ủy chính quyền thị xã Hương Trà đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các lực lượng thăm hỏi động viên giúp đỡ bộ đội. Những món quà nhỏ là sản phẩm của nhân dân địa phương tự làm ra, trao tặng bộ đội, hay các món ăn, bữa cơm do chị em hội phụ nữ địa phương trực tiếp nấu đã tiếp thêm sức mạnh, động viên bộ đội có thêm quyết tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dân vận tại địa phương. Những kết quả đã đạt được, ngoài những con số cụ thể, cái quan trọng mà đơn vị làm được đó là tình quân dân, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình là đã được tô thắm hơn nữa, tình cảm giữa người dân và quân đội là được gắn bó. Thể hiện trong thời gian vừa qua thì bà con nhân dân là thường xuyên đến là động viên thăm hỏi, tặng những phần quà có ý nghĩa. Bà con nhân dân xã Bình Thành rất phấn khởi, là đi đâu là cũng sạch sẽ cả. Thời gian thì cũng không dài lắm nhưng mà quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 19 thì phản ứng rất là tích cực. Thời gian mà các đồng chí cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn 968 về đây thì thời tiết là quá khó khăn, mưa kéo dài và trời là rất là rét. Và chúng tôi rất là cảm kích, mặc dù trời rét, mưa lạnh nhưng mà cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 19 ngày nào cũng thực hiện công tác nhân vận.